Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang trong cuộc hành trình đi lên phía bắc của Ấn Độ để đến với thượng nguồn của sông Hằng. Và cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu từ sáng nay vào lúc 9 giờ sáng tại thị trấn Rishikesh. Đường đi quanh co, rất là quanh co và khó khăn qua cả một cái vùng đồi cao nguyên. Chúng tôi đã đi qua thị trấn Samba, một thị trấn nhỏ ở trên đỉnh đồi, một thị trấn rất nhỏ bé, yên bình. Và lúc này đây thì chúng tôi chỉ còn cách Gangotri 185 km nữa. Tuy nhiên đường bây giờ thì trời đã đổ về chiều rồi và trời mùa đông thì màn đêm sẽ xuống rất nhanh. Cho nên tối nay chúng tôi cũng sẽ không thể nào đến kịp được Gangotri mà sẽ phải dừng chân tại thị trấn Uttarkashi cách đây 85 km nữa. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ còn một cuộc hành trình 100 cây số để đi đến Gangotri. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là thị trấn Gangotri, nơi khởi nguồn của con sông Thiên, sông Hằng, chúng tôi vẫn đang trên đường và càng lúc chúng tôi càng đến gần hơn. Và cái tên Gangotri là một cái tên rất là quan trọng trong cuộc hành trình huyền bí sông Hằng của chúng tôi, cũng như nó cũng vô cùng quan trọng trong tâm thức của người Ấn Độ, bởi vì đây là nơi khởi nguồn của dòng chảy thiêng liêng con sông Hằng. Còn 85 cây nữa mới tới chỗ dừng chân mà xe chạy đường đèo nhanh nhất cũng chỉ được mỗi giờ 20 cây số. Giữa chốn núi rừng cô quạnh, lòng lữ khách dễ trào lên một niềm cảm xúc mênh mang sâu lắng. Nhưng rồi, những tâm hồn dù lãng mạn đến mấy của những kẻ được coi là phiêu bạt giang hồ cũng chẳng thể bay bổng được lâu khi màn đêm đang từ từ buông xuống. Nỗi lo chênh vênh bên mép vực bắt đầu xâm chiếm tâm trí mọi người, bởi đường quá xấu, quá nhỏ, lại dày đặc các khúc quanh gấp. Một bên là vách núi như muốn đổ xuống đầu, một bên là vực sâu thẳng đứng không thấy đáy, khiến cho sinh mạng của chiếc xe tội nghiệp mong manh vô cùng. Hình ảnh những chuyến đi mạo hiểm ở Tây Tạng, Thanh Hải, Vân Nam trong Mê Công Ký Sự lại hiện ra. Hồi ức khủng khiếp về bốn tay súng trong ánh trăng mờ giữa khe núi sâu tam giác vàng ngày nào cũng góp phần không nhỏ tạo nên tâm trạng bất an, bởi dân chúng tuy hiền lành nhưng đạo tặc đâu có thế. Đây là đêm thứ hai mà Hy Mã Lạp Sơn thử thách lòng can đảm của chúng tôi. Khi còn ở Sài Gòn, mọi người đã nghe kể về vị thần hủy diệt oai phong của người Ấn. Thì ra chúng tôi đã từng được diện kiến ngài trong những ngôi tháp tràm rải rác ở miền Trung qua hình ảnh của những linh ga và Joni đầy thần bí. Uttarkashi đón chúng tôi khi màn đêm từ lâu đã phủ kín núi rừng. Lúc này ở Sài Gòn đã là 0 giờ 24 phút. Mặt trời ở vùng núi thật chậm chạp và ẻo ải. Đó là nhận xét của chúng tôi khi vừa qua đêm ở thành phố Uttarkashi sau khi tiến thêm vào Hy Mã Lạp Sơn được 100 cây số. Sông Hằng từ Rishikesh ngược tới đây cũng có chiều dài tương tự. Người ta nói rằng cả dòng sông là một thế giới thần bí. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Hare Bodhi Namah. Buổi sáng nước sông từ trên núi tuyết chảy xuống còn lạnh buốt, mà các tín đồ Ấn giáo đã âm thầm kính cẩn cầu nguyện bằng những động tác lạ lùng như thế này. Họ coi nước sông này là một loại thánh thủy linh thiêng mà mọi người phải có bổn phận kính trọng, là thần hộ mệnh mà họ có thể cầu xin, với tất cả thái độ là thành kính, niềm tin là tuyệt đối. Từ nhiều ngàn năm nay, người Ấn Độ vẫn làm như vậy và không hề thấy có dấu hiệu suy giảm. Cái gì đã tạo nên hiện tượng duy linh bất diệt này vẫn còn là điều hoàn toàn bí ẩn. Trước kia chỉ mới nghe nói hoặc xem qua phim ảnh, sách báo đã thấy lạ. Nay được tận mắt chứng kiến, sự ngạc nhiên còn lớn hơn nhiều. Đất nước này hiện đang tồn tại hai dòng chảy song song mãnh liệt trái chiều. Đó là làn sóng công nghệ tin học xuất hiện từ mấy chục năm nay và dòng chảy tín ngưỡng từ ngàn đời truyền lại. Cả hai đều bền bỉ, êm đềm. Từ Uttarkashi tới Gangotri đường dài 100 cây số sẽ là thử thách cao nhất của những kẻ liều mạng dám xông vào đất thánh bằng con đường lầy lội của quỷ dữ.
Càng đi tâm trạng càng hồi hộp và háo hức, như thể bạn đang phiêu du trên xứ thần tiên thông qua các cửa ải kinh hoàng. So với thượng nguồn Mekong thì độ cao tuyệt đối, tức trên mực nước biển, ở đây không lớn bằng. Nhưng độ cao tương đối, tức từ mặt đường tới đáy vực, thì thật là khủng khiếp. Cảm giác rùng rợn vì nguy hiểm và thích thú vì phong cảnh ngoạn mục trữ tình luôn song hành, xen kẽ, lấn át lẫn nhau, tạo nên một lộ trình cực kỳ lãng mạn, ranh giới giữa bồng lai và địa ngục. Chúng tôi đã vượt qua vùng hạ Hy Mã được 50 cây số, đang đi sâu vào miền thượng Hy Mã. Ganga Maya ki jai, Ganga Maya ki jai, Shankar Bhagwan ki jai. Những cái vẫy tay này là tình cảm của cư dân Gangotri. Thì ra chúng tôi đã đến được chốn thượng nguồn của dòng sông thần thánh. Ở cái góc khuất nẻo này của thượng giới, mỗi khi thấy khách trần gian, người ta hoan hỉ vô cùng. Tiếng chuông này là để kính xin nữ thần sông Hằng cho phép đoàn làm phim được truyền về hạ giới những hình ảnh tôn nghiêm và bất tử mà bấy lâu nay phần lớn người đời chỉ có thể hình dung qua mơ tưởng. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là đoàn làm phim Huyền Bí Sông Hằng của chúng tôi đang có mặt tại thung lũng Gangotri. Và ngay sau lưng chúng tôi chính là đỉnh Mỏm Bò, đỉnh núi tuyết Gô Múc và còn có tên gọi là đỉnh Mỏm Bò. Đây chính là nơi xuất phát của những giọt nước đầu tiên của dòng sông Hằng. Và bên tay trái chúng tôi đây thì dòng sông Hằng vẫn đang róc rách chảy. Và tại đây nó còn có một cái tên nữa, đó là sông Barigathi. Và dòng Barigathi sẽ gặp một con sông nữa là sông Alaknanda. Và từ đây Barigathi chỉ còn có một cái tên mà thôi, đó là sông Hằng. Dòng sông Hằng thiêng liêng được những người dân Ấn tôn thờ bởi vì dòng chảy thiêng liêng của nó chuyên chở trong đó nguồn sống tâm linh và nguồn sống vật chất. Từ đây lên tới đỉnh Gô Múc còn 16 cây số đường mòn, nhưng ngước nhìn lên, ngọn núi tuyết huyền bí hiện ra rất gần, sừng sững và diễm lệ. Chúng tôi vô cùng thất vọng trước lệnh cấm lên Gô Múc vào mùa đông bởi đường đèo tuyết phủ nguy hiểm. Vậy là chỉ còn cách gửi hồn theo lời tụng của vị cao tăng này, kính dâng lòng thành và sự nuối tiếc lên đỉnh núi thần linh thiêng rằng đoàn gửi HTV xin đành lỗi hẹn. Ngân Sơn tức Kailash nằm trên đất Tây Tạng, được coi là Mandala tức vũ trụ quan của cả Ấn giáo và Phật giáo. Đó chính là đỉnh Meru, nơi cư trú của ba vị thần tối cao Ấn Độ giáo là Brahma, Vishnu, Mahesh. Hồ Dạ Xoa, nơi cư trú của thần Shiva, vị thần được thờ nhiều nhất ở Ấn Độ. Đỉnh Kailash có hình Linga và Yoni rất rõ. Đó đồng thời cũng là hình dáng của các tòa tháp trên các nóc đền chùa. Hồ nước lớn tọa lạc trên độ cao 4.530m, cao hơn Nguyệt Hồ 15m, là nơi cư trú của thần Vishnu. Nhật Hồ tức Hồ Mặt Trời. Hai hồ Nhật Nguyệt là sự kết hợp âm dương của vũ trụ. Nếu như các tín đồ Ấn giáo hành hương đi 7 vòng quanh chân núi là để khi chết sẽ được trở lại Ngân Sơn, thì các tín đồ Phật giáo đi quanh 3 vòng là để rửa hết tội lỗi của kiếp người. Mỗi vòng núi dài 35 cây số. Đời người chỉ cần một lần được tới Ngân Sơn để cung kính núi thần, để chiêm bái đấng tối cao, sẽ được coi là hạnh phúc cao nhất mà một tín đồ có thể đạt tới.
nhiều vị cao tăng lỗi lạc đã tới Ngân Sơn tu tập và thành quả. Trong đó có Liên Hoa Sinh, người rất nổi tiếng vì đã truyền bá đạo Phật vào Tây Tạng. Lại xin trở về với Gangotri, nơi có ngôi đền thiêng thờ bà mẹ sông Hằng. Trước đây một ngày, người ta đã rước tượng nữ thần xuống một làng thấp hơn để tránh rét mùa đông. Còn vị thần Barighet này chính là người đã có công cầu xin để nữ thần sông Hằng đưa con sông thiêng xuống hạ giới. Những cánh hoa này cùng với ngọn nến và nén nhang được hàng chục triệu người Ấn Độ thả xuống sông Hằng hàng ngày từ nhiều ngàn năm nay. Người ta phó thác số phận cho thánh thần, cho dòng sông và cho sự bồng bềnh hư ảo. Tín ngưỡng là vậy, mãnh liệt và bí ẩn. Trên các nẻo đường làm phim và các nẻo đường đời, chúng tôi chưa hề thấy một dòng sông nào linh thiêng được thương yêu say đắm và kính cẩn đến thế.